bán gì đây? Đây là món quà của vợ chồng anh Hai em Bái gửi tặng đồng bào. Không mua thì đâu, mua nhiều rồi. Có bán gì? Cảm ơn nha. Bán gì đây? Đây là món quà của vợ chồng anh Hai em Bái gửi tặng đồng bào. Không mua thì đâu, mua nhiều rồi. Có bán gì? Cảm ơn nha.